Ok, hello Nam, đã lâu không gặp, mình là Huy. Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng mình cũng đã back YouTube rồi đây. Đúng với thời gian mà update mới vừa ra luôn. Hiện tại thì mình đã thi đại học xong rồi, bây giờ chỉ có chờ kết quả thôi nè mà. Thêm một điều nữa, đó là ở cái video gần nhất mà mình đăng lên, có là nhiều anh em comment gọi là động viên, chúc mình thi tốt các thứ. Đấy. Mình đã đọc hết toàn bộ những cái bình luận đấy và thực sự cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình rất là vui. Mặc dù mình thi không 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 tốt lắm ấy mà, nhưng mà không sao. Đấy. Quay trở lại với video thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về nhân vật Sui Liu. Trước tiên, mình sẽ làm một cái quick showcase về những thứ mới được thêm vào cho nhân vật Sui Liu ở bản cập nhật lần này. Sự cái chiêu thức tĩnh của Sui Liu có lẽ là chiêu thức có animation đẹp nhất trong The Strongest Battleground từ trước tới giờ. Lần đầu mình thấy cái chiêu này mà mình sốc ngang luôn em ạ. Mình thấy trên YouTube, ban đầu mình cứ ngỡ nó là concept do fan làm, tại vì nhìn nó không liên quan tới Sui Liu trong phim lắm. Nhưng mà đến lúc vào game test thì mình mới biết nó là update mới. Và mình nghĩ chiêu này được lấy cảm hứng từ một chiêu thức của nhân vật Gai trong bộ anime Naruto đấy. Ok, sau kê xong rồi, bây giờ mình sẽ vào range và test cho anh em xem nhé.